Chào mọi người, hôm nay mình chia sẻ thêm một món thịt nạc chay mình kho tiêu. Thì món này làm xong á, miếng thịt nạc thì dai, ngon, tươi lắm và rất là vừa ăn. Và mình ăn cùng với cơm trắng, ngon cơm, lại không bị ngán nha các bạn. Đây là tất cả nguyên liệu thì mình có là 3 miếng sườn non chay với 100g nấm bào ngư và một miếng đậu hũ trắng, hai trái ớt cay, một cọng hành bogo, 60g bột năng, dưới 5 thìa canh nước mắm chay và 2 thìa canh tương ớt, một ít tiêu xay và một ít hạt nêm chay, một thìa cà phê đường. Thì phần sườn non này á, mình sẽ đem ngâm dưới nước, ngâm đến khi nào mềm. Đến phần nấm bào ngư thì sẽ gọt phần gốc ở dưới, chỗ nào đen không ngon. Khi gọt xong thì mình cũng để vô đây một ít muối, mình ngâm nấm với nước muối khoảng 10 phút cho nấm được sạch. Đậu hũ trắng này thì mình dùng cái nĩa rồi tán nhuyễn cái phần đậu hũ. Khi tán nhuyễn xong thì sẽ vắt lại cho khô ráo cái phần nước còn sót lại nha các bạn. Nãy giờ thì mình ngâm cái sườn non cũng mềm rồi, giờ rửa sạch vắt cho khô. Khi khô ráo phần nước thì xé nhỏ ra để vô máy xay, rồi xay cho cái sườn non này vừa nhuyễn. Các bạn không xay mình có thể dùng cái chày đâm thiêu rồi đâm cho nó hơi tơi ra. Đây mình xay cũng vừa nhuyễn rồi. Còn đến phần nấm bào ngư cũng vậy, rửa sạch vừa vắt khô ráo phần nước, cũng xé nhỏ ra để vô máy xay, xay cho vừa nhuyễn. Đây là cái phần sườn non thì khi xay xong mình vắt khô á, với nấm bào ngư cũng vậy và đậu hũ thì tất cả mình đều vắt khô ráo phần nước. Nêm gia vị thì mình để vô đây là một ít tiêu xay và hạt nêm. Với mình cũng cho vô đây một ít nước mắm á, cho được thơm. Thêm vô bột năng cho có độ kết dính. Thì các bạn không sử dụng bột năng á, mình có thể thay thế bằng bột bắp hoặc là bột mì. Cái bột năng này mình thêm vô vừa có độ kết dính nhẹ và cũng có cái độ dai nha các bạn. Rồi trộn cho tất cả đều. Thì tất cả khi mà mình làm cái nạc chay này thì mình làm cho khô ráo phần nước để lát khi tạo hình mình chiên thì nó sẽ không có bị nhão và được giòn. Giờ mình sẽ đi tạo hình cái miếng thịt nạc chay. Thì thịt nạc chay này mình đem mình kho tiêu nên mình sẽ tạo hình là những cái miếng nhỏ và mỏng như gì chứ không quá to. Mình làm mỏng như gì khi mình chiên rất là giòn. Thì tất cả mình cũng làm xong rồi. Mình cho một ít dầu ăn vô trong chảo. Rồi để dầu nóng thì mình sẽ để những miếng thịt nạc chay vô để mình chiên. Thì mình sẽ chiên cho vàng đều hai mặt. Và mình chiên cái thịt nạc này á cho nó hơi giòn tí nha các bạn. Mình làm mỏng nhỏ như vậy mình chiên nó rất là dễ giòn. Rồi cũng trở bề đều cái miếng thịt nạc chay lại. Thì miếng thịt nạc chay giờ mình chiên cũng giòn và vàng rồi thì mình sẽ gấp ra giấy thấm dầu. Rồi tiếp tục mình sẽ chiên những miếng còn lại đến khi nào hết. Rồi mình đi kho cái phần thịt nạc chay, mình cho một ít dầu ăn vô trong cái nồi. Rồi để phần đường vô để mình thắng làm nước màu á. Thì mình thắng cho cái phần đường này chuyển sang cái màu vàng cánh gián.
Khi chuyển sang cái màu vàng cánh gián rồi thì mình sẽ để cái hành bo gô vô. Rồi xào đều cho cái phần hành này á, cho thơm và nó hơi vàng tí. Thì giờ cái phần hành với cái nước màu á, thì nó cũng vàng đều và thơm rồi. Thì mình sẽ nêm gia vị vô. Mình để vô đây là nước mắm. Và tương ớt, các bạn có thể thay thế bằng tương cà. Như mình để hết cái phần đường còn lại vô hết luôn. Và một ít nước lọc, khuấy đều cho phần gia vị tan đều. Mình sẽ nấu cái phần sốt kho này á, cho sôi lên, hơi kẹo lại. Mình cũng để vô đây một ít tiêu xay. Thì cái phần sốt kho giờ cũng sôi lên và hơi sền sệt, có độ kẹo lại rồi. Mình nêm nếm cũng vừa ăn rồi á. Thì lúc này mình sẽ để hết cái phần thịt nạc chay mà lúc nãy á, mình có chiên trước đó. Mình để hết vô để mình kho. Khi để vô á, thì mình cũng xào qua lại để cho cái miếng thịt nạc chay, gia vị sốt kho thấm đều vào miếng thịt chay nha các bạn. Rồi mình sẽ kho với cái mức lửa là nhỏ để cho phần gia vị sốt kho từ từ thấm vào miếng thịt chay. Và nãy khi mình chiên á, thì mình chiên cái miếng thịt nạc này á, nó có cái độ giòn á, nên giờ mình kho mình cũng không có sợ quá mềm nha các bạn. Chỉ mềm nhẹ bên trong như bên ngoài, còn cái độ giòn nhẹ. Thì giờ mình kho, cái sốt kho giờ nó cũng kẹo sệt lại rồi. Gia vị thì cũng thấm đều vào miếng thịt nạc chay như gì rồi. Thì giờ cái thịt nạc chay mình kho như vậy cũng được rồi nha các bạn. Nêm nếm cũng vừa ăn hết rồi. Có cái vị mặn, vị ngọt và vị cay nhẹ. Thì mình sẽ để hành bô gô sắc nhỏ vô để cho được thơm. Mình có thể thay thế bằng ngò gí. Rồi cũng để ít lát ớt cay lên á. Như mình sẽ gứ vô đây á, một ít tiêu xay. Về phần gia vị thì các bạn nêm sao cho vừa và hợp khẩu vị với gia đình. Thì thích ăn còn chan nước á, cái lúc kho mình có thể chừa một ít nước lại. Còn đây mình kho nó hơi cạn cái phần nước. Thì cái món thịt nạc chay mình kho tiêu á, thì mình cũng vừa làm xong rồi. Chúc các bạn có thêm món chay ngon cho gia đình.